Ở đây lùi xe vào sân đấy chị Bến ơi. Cô ở đâu? Nay được buổi nghỉ nhà Ngọc đi cỗ ghế thật. Và nay được buổi nghỉ nhà Ngọc đi cỗ ghế thật chạy xô. Ai à? Gì? Có thịt bò chứ hay đợi chảo. Yến ơi, bếp đang nấu gì ấy? Bếp ấy đang nấu cái gì? Chị Trang ơi, lấy em cái thịt bò với chảo đây để xào. Ờ, rửa bếp đấy chị. Rửa bếp đi. Mấy cái đĩa tròn đây đâu, đĩa tròn, mấy cái có nhỉ? Đĩa to à, ở trong mấy ấy, ở trong trong 5 cái chị. Trong thùng ấy. Ai? Xong rồi đấy bà ơi. Ôi dồi ôi, vàng kìa.